Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chương trình là một số tin vắn. Ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã công bố khoản ngân sách mới trị giá 250 triệu euro với hy vọng có thể thúc đẩy việc sử dụng xe đạp như một phương thức giao thông chính ở các vùng nông thôn. Thủ tướng Pháp đã phát động quỹ xe đạp đầu tiên cách đây 4 năm khi còn là Bộ trưởng Giao thông Vận tải, với ý tưởng cung cấp xe đạp cho người dân để biến Pháp trở thành quốc gia xe đạp. Theo số liệu thống kê năm 2021, xe đạp là phương tiện giao thông bán chạy nhất ở Pháp. Theo Thủ tướng Borne, trong 4 năm qua, Pháp đã xây dựng 14.000 km đường dành cho xe đạp. Hơn 170.000 thanh niên Pháp đã học đi xe đạp. Bà cho biết Pháp sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của xe đạp khi đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2024. Trong bối cảnh nông dân trên khắp châu Á đang bận rộn trồng cây cọ dầu để thúc đẩy sản xuất dầu cọ, các vườn ươm lại đang chật vật để đáp ứng nhu cầu về hạt giống. Theo giới chức nông nghiệp, tình trạng thiếu hụt hạt giống có thể làm chậm công tác trồng rừng, kìm hãm tăng trưởng sản xuất và khiến giá dầu cọ tăng cao, trong bối cảnh thế giới đang phải đối phó với tình trạng lạm phát cao. Châu Á sản xuất hơn 90% dầu ăn giá rẻ trên thế giới được sử dụng trong nấu ăn, làm bánh và mỹ phẩm. Trong những năm gần đây, tăng trưởng sản xuất dầu cọ bị đình trệ, một phần do thiếu lao động trong đại dịch COVID-19, phần nữa do các vườn ươm dầu cọ thu hẹp sản lượng trong thời gian xảy ra đại dịch vì nhu cầu yếu hơn. Ngày 19 tháng 9, công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố báo cáo cho thấy trong quý 2 năm 2022, công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc đã mở rộng thị phần trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành này. Theo số liệu của Omdia, doanh thu chip nhớ của Samsung trong quý 2 đạt mức cao kỷ lục theo quý là 20,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,8% tổng thị trường toàn cầu, tương đương 158,1 tỷ đô la Mỹ. Hàng chục nghìn cảnh sát và nhân sự thuộc lực lượng quân đội đã tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho tang lễ diễn ra vào ngày 19 tháng 9. Trên thực tế, nhân sự của mọi lực lượng cảnh sát trên toàn quốc đã được điều động đến để hỗ trợ lực lượng cảnh sát của thủ đô. Chiến dịch bảo vệ tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã vượt qua chiến dịch được cảnh sát Anh triển khai trong Thế vận hội London 2012. Hàng trăm nghìn người tập trung tại trung tâm thủ đô. Danh sách khách mời nước ngoài lên tới 500 người, bao gồm các nguyên thủ, người đứng đầu hoàng gia, chính phủ các nước. Đây là chiến dịch bảo vệ lớn nhất mà Sở Cảnh sát London từng thực hiện. Chúng tôi phải làm việc nhuần nhuyễn với lãnh đạo các nước và lực lượng của họ để đảm bảo môi trường an toàn, an ninh. Điều khiển toàn bộ chiến dịch bảo vệ an ninh là một trung tâm công nghệ cao đặt ngay cạnh tòa nhà Quốc hội. Trong ngày diễn ra tang lễ, cảnh sát được bố trí cả trên các mái nhà, chó nghiệp vụ và cảnh sát cưỡi ngựa trên đường phố và cảnh sát biển trên sông Thames. Đến hệ thống thoát nước và thùng rác cũng được lục soát và niêm phong. Hoạt động bay Flycam ở trung tâm London bị cấm. Tại sân bay Heathrow, hàng chục chuyến bay đã được dừng để không gây tiếng ồn trong khi lễ tang diễn ra. Khoảng 40 chiếc máy bay tự chế đã tham gia cuộc thi quốc tế Red Bull Phu Tàng hàng năm vừa diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc. Những chiếc máy bay tự chế với đủ loại hình thù nhưng không sử dụng động cơ, chỉ sử dụng sức gió và sức người đã cố gắng cất cánh từ cảng Đài Trung của Đài Loan, Trung Quốc tại cuộc thi quốc tế Red Bull Phu Tàng hàng năm. Hơn 50.000 khán giả đã trực tiếp đến theo dõi. Đội chiến thắng đã bay được khoảng cách 32,75 mét trong không trung, trong một thiết bị bay có hình dáng giống như con tàu vũ trụ màu xanh lá cây. Khoảng cách của đội thắng cuộc xa hơn gấp đôi so với đội xếp thứ hai, chỉ bay được 12,42 mét. Phu Tàng, tiếng Đức có nghĩa là ngày bay, bắt đầu ở Pháp vào năm 1992 như một cách để khuyến khích sự khéo léo và dũng cảm của người tham gia. Trong thời đại của điện thoại thông minh và máy vi tính, máy đánh chữ đang dần biến mất. Với mục đích lưu giữ kỷ niệm về máy đánh chữ, một người đàn ông ở thành phố Indore, miền Trung Ấn Độ đã sưu tầm 450 máy và sử dụng loại máy này để gõ chữ. Ông Rajesh Sharma muốn quảng cáo những chiếc máy đánh chữ trong thời đại dường như chúng bị lãng quên. Có những máy đánh chữ từ những năm 1890, nhưng có những loại đời mới hơn như năm 2020. Tôi đã mở bảo tàng máy đánh chữ cách đây khoảng 10 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 450 máy đánh chữ trong bảo tàng. Ngoài Ấn Độ, máy đánh chữ của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc cũng nằm trong bộ sưu tập của tôi. Ông Rajesh Sharma được truyền cảm hứng từ người cha của mình, một luật sư thường xuyên sử dụng máy đánh chữ cho công việc.
nhiều người quan tâm, yêu thích bộ sưu tập của ông Sama đã đến để trải nghiệm cảm giác dùng máy đánh chữ để gõ văn bản. Ngày 20 tháng 9, cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's ở Kiev của Ukraine đã được mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần 7 tháng giao tranh, dấu hiệu cho thấy cuộc sống dần trở lại bình thường. Người dân Kiev đã bất chấp cái lạnh để xếp hàng nhiều giờ đồng hồ trong ngày đầu tiên khi McDonald's mở cửa lại 3 cửa hàng chi nhánh tại thủ đô Ukraine. McDonald's đã đóng cửa các cửa hàng tại đây kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các chi nhánh này chỉ mở dịch vụ giao hàng nhưng khách hàng vẫn chờ bên ngoài để lấy phần ăn của họ từ những người giao hàng đứng bên cạnh. Chúng tôi đã mua 3 suất cho 3 người chúng tôi. Đây là những gì chúng tôi đã chờ đợi hơn 200 ngày qua. Đó là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc này. McDonald's mở cửa trở lại là một điều rất có ý nghĩa và rất tốt cho chúng tôi trong thời điểm này. McDonald's cho biết họ có kế hoạch mở lại nhiều nhà hàng hơn ở miền Tây Ukraine trong những tuần tới và khách hàng có thể đặt hàng và ăn tại cửa hàng từ tháng 10 tới. Trong nỗ lực thúc đẩy ngành ngư nghiệp địa phương và phát triển kinh doanh cho người Palestine ở dải Gaza, Tổ chức Nương lông Liên Hợp Quốc FAO cùng đối tác là Italia đã thiết lập một trại cá ngoài khơi vùng đất này ở Địa Trung Hải. Sau hơn một năm, dự án đã bắt đầu cung cấp cá chắp biển cho thị trường địa phương cũng như bán sang khu vực bờ Tây. Một trang trại cá ở biển Địa Trung Hải ngoài khơi Gaza vào năm ngoái đã bắt đầu sản xuất cá chắp biển cho thị trường địa phương cũng như xuất khẩu sang bờ Tây, mang lại sự khởi sắc đáng mừng khi nền kinh tế ở đây đang trong chế độ thắt lưng buộc bụng. Các tàu đánh cá của Gaza từ lâu đã hoạt động dưới sự phong tỏa chặt chẽ của cả Israel và Ai Cập, khiến chi phí hoạt động quá cao đối với nhiều người và làm giảm quy mô đánh bắt của họ, cản trở sự phát triển kinh tế ở khu vực này, nơi có đến hơn một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói. Đây là một dự án thử nghiệm và bất kỳ số lượng cá nào đều là một thành công đối với chúng tôi, bởi vì nó đã tạo dựng được cơ sở hạ tầng cho các trang trại biển ở dải Gaza. Giờ đây, các thương nhân đã biết cách đánh bắt và bán cá cháp đầu vàng như thế nào. Cũng theo ông Mahi, trại cá này giúp mang lại nguồn vốn quan trọng cho ngành ngư nghiệp của người dân Palestine ở dải Gaza, cũng như tạo ra quan hệ xuất khẩu mạnh mẽ. Dự kiến sẽ có một lượng cá dồi dào với sản lượng từ 60 đến 80 tấn cá cháp biển được cung ứng cho các thị trường Gaza và bờ Tây. Hiện các chủ tàu ở bờ Tây đang cạnh tranh để mua được cá của dự án. Thời gian qua, xuất khẩu cá đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do Israel áp đặt vào tháng 8, nhưng những hạn chế này dự kiến sẽ được nới lỏng. Các nhà khảo cổ đã công bố phát hiện bức tranh khảm tuyệt đẹp có niên đại từ thời đế quốc Đông La Mã tại trung tâm dải Gaza. Bức tranh được tìm thấy tình cờ khi một người nông dân Palestine đang cày xới đất ở Burezi, cách biên giới với Israel gần 1 km. Nó có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7, nhưng vẫn trong tình trạng bảo tồn hoàn hảo. Đó là tác phẩm có chất lượng tuyệt vời. Họ đã sử dụng những vật liệu tương đối đắt tiền để lắp ghép tranh khảm. Bức tranh có thể là một phần trang trí dưới sàn nhà của một nhà thờ hoặc biệt thự tư nhân. Đây là khám phá mới nhất trong loạt phát hiện khảo cổ thời đế quốc Đông La Mã ở Gaza trong những năm gần đây. Thời kỳ đế quốc Đông La Mã hay Byzantine là một khoảng thời gian giàu có và bùng nổ về nghệ thuật kiến trúc với nhiều nhà thờ và tượng đài được xây dựng. Tuy nhiên, dải Gaza đương thời thì nghèo đói và dân cư đông đúc. Khoảng 2,3 triệu người hiện sống trong lãnh thổ bị Israel phong tỏa kể từ năm 2007, sau khi phiến quân Hamas lật đổ những người trung thành với Tổng thống Palestine Mohammed Abbas. Khu vực này chứa đầy những cổ vật chưa được khám phá, nhưng đòi hỏi các dự án với nguồn kinh phí khổng lồ cũng như các công cụ đặc biệt để khai quật. Trước đó, phần còn lại của một nhà thờ từ thế kỷ thứ 5 đã được ra mắt công chúng ở thành phố Jabalia phía bắc dải Gaza sau một dự án trùng tu kéo dài 3 năm. Đến đây, chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.